mở khui dữ vậy đó. Nó hiểu không? Chắc nó sốc đóng cửa rồi. Từ đầu tới cuối tuần toàn là BD cơ mà. Này anh Khánh ơi, con vé mà một đùi. Đây là Lượm ơi, anh Lượm. Không ngờ Việt Nam BD cũng mạnh dữ hả? Mạnh dữ. Có mà nó không có tổ chức gì. Một chút nữa là sự cố tôi đang quyết định là cái mới của Việt Hải. Kính thưa quý vị thân mến, nhân đây trong hết đại giám đoàn chương trình để giới thiệu đến quý vị cho các bạn khách mời kế tiếp. Và đến nay chúng ta sẽ gặp gỡ cho khách mời nam ca sĩ Đường Tuấn Khang. Trong chương trình tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ liên tục với các khách mời nữ ca sĩ Kim Trần. Đấy như vậy mà nó làm như là BD là không có vấn đề. Đặc biệt của sân khấu nữ ca sĩ Phương Hằng. Lạ ha. Không ngờ Việt Nam nó phục vụ cho nhau để đến với đoàn. Nó kêu bằng gì thay đổi dễ sợ ha. Thay đâu có ba giờ. Chúng tôi kính mời quý vị chúng ta hãy trở lại với sân khấu để gặp gỡ khách mời hôm nay của chúng tôi đã có mặt từ rất sớm để nắm lòng phục vụ quý vị và các bạn. Và rất mong rằng quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật rộn ràng và tươi vui kích động nhất trong chương trình hôm nay để dành tặng cho khách mời nam ca sĩ Đường Tuấn Khang. Phải trả tiền tốt luôn, phải trả tiền. Lời tiên Khang xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn mặt trên đây. Một lời chúc sức khỏe, lời chào.